thiếu nước lan đến Thủ Đức có phải do ảnh hưởng hạn mặn? Trong những ngày qua, cư dân tại chung cư E-Homes Phú Hữu, thành phố Thủ Đức đã phải đối mặt với tình trạng cúp nước đột ngột vào đêm 3 tháng 4, 2024. Dù đã nhận thông báo cúp nước từ sáng cùng ngày, nhiều người vẫn phải xếp hàng chờ lấy nước từ xe bồn đến tận đêm. Thông tin từ ban quản lý chung cư cho biết, khu chung cư này có gần 4.000 cư dân nên việc cúp nước đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày của họ. Sau đó, vào ngày 4 tháng 4, 2024, ban quản lý chung cư đã thông báo rằng nước đã trở lại. Tuy nhiên, khi Đài Á Châu Tự Do liên hệ với ban quản lý và một số cư dân, thông tin được trả lời không rõ ràng và tránh né. Tình trạng cúp nước cũng không chỉ xảy ra tại chung cư E-Homes Phú Hữu, mà còn ở nhiều khu vực khác trong thành phố Thủ Đức. Công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức thông báo tạm ngưng cung cấp nước tại các phường như Phước Long A, Phước Long B, Phước Bình và một phần khu vực phường Tăng Nhân Phú B do công tác bảo trì và thi công đường ống cấp nước. Nguyên nhân của tình trạng cúp nước được giải thích bởi sự xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến các nhà máy cấp nước, làm thời gian cung cấp nước bị giảm. Tiến sĩ Hồ Long Phi và Phó giáo sư Lê Anh Tuấn đã lý giải về tình hình này và đưa ra dự báo về tình hình hạn mặn và nhiễm mặn trong thời gian tới. Phó giáo sư Lê Anh Tuấn cũng nhấn mạnh vai trò của chính phủ trong việc giảm thiệt hại cho người dân khi hạn mặn xảy ra bằng cách cung cấp nước từ các nguồn khác và bù đắp chi phí cho việc chở nước. Tổng quan, tình trạng cúp nước tại các khu vực dân cư ở thành phố Thủ Đức là một vấn đề nghiêm trọng, đòi hỏi sự can thiệp và giải pháp kịp thời từ chính phủ và các cơ quan liên quan để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cơ bản của người dân.